khi mà bạn nghe thấy ông anh mới quen khoe, ở quê anh có 1 hecta đất. Nghe có vẻ rất nhiều, nhưng sự thật thì nó nhiều thật. Cùng mình tìm hiểu về hecta bạn nhé. Hecta là gì? Hecta là đơn vị đo diện tích, thường được sử dụng với diện tích lớn, nông nghiệp, lâm nghiệp và quy hoạch đô thị. Ứng dụng trong quy hoạch và quản lý đất đai. Hecta được sử dụng ở rất nhiều nước khác nhau. Vậy 1 hecta bằng bao nhiêu mét vuông? Quy đổi hecta ra mét vuông, km vuông, cm vuông hay đơn vị đất nông nghiệp là sao, như thế nào? Theo hệ thống đo lường quốc tế thì 1 hecta bằng 10.000 mét vuông, tức là 1 hecta tương ứng với một hình vuông có cạnh là 100 mét. Vậy ông anh kia có 1 hecta đất, tức mảnh đất hình vuông mỗi cạnh là 100 mét, tổng 10.000 mét vuông. Rất rộng đúng không các bạn? Từ quy đổi bên trên các bạn dễ dàng quy đổi hecta sang các đơn vị khác như km vuông, cm vuông, xào như sau. 1 hecta bằng 0,01 km vuông. 1 hecta bằng 1 triệu dm vuông. 1 hecta bằng 100 triệu cm vuông. Một xào đất Nam Bộ là 1.000 m vuông, ở Trung Bộ là 500 m vuông, ở Bắc Bộ là 360 m vuông. Vậy 1 hecta bằng 10 xào Nam Bộ, 20 xào Trung Bộ và bằng 27,78 xào Bắc Bộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hữu ích nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký, bình luận bên dưới trò chuyện cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!